Chúng ta cùng tìm hiểu về loài sói xám. Đây là những bức ảnh tuyệt đẹp về loài sói xám. Sói xám là thành viên họ nhà chó, bao gồm chó, cáo, chó rừng, chó sói đồng cỏ. Những chú sói con chơi rất nhiều khi chúng trong giai đoạn phát triển và lớn lên. Chúng hay nhảy vồ vồ mồi một cách bất thình lình. Chúng chơi trò rượt đuổi hay có khi là chúng còn đánh nhau. Chúng chơi trò trốn tìm, chơi trò đuổi bắt và chúng chơi rất là nhiều những trò như vậy, cũng giống như các bé hay chơi với nhau. Chó sói liên lạc với nhau bằng những tiếng hú, chúng thường rên lên và van 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 nài. Những tiếng của chúng rất là vang xa vào những trời đêm. Chúng có những tiếng kêu gầm gừ hay là sủa. Chúng kêu một cách nỉ non, vân vân. Sói xám là một động vật săn mồi và thức ăn của chúng thường là những loài thú có móng guốc như là nai, hươu đuôi trắng, hươu có sừng, dê núi, vân vân. Và đây là một con sói dòng Mexican đang sống ở Louis, Missouri.